Đó còn cầu còn nguyện là chưa biết tu. Người mà hiểu đạo rồi, hiểu lý đạo rồi, không cầu không nguyện không xin không thỏ, không cần nương tựa Quan Âm hay Bồ Tát gì nữa, tự mình hóa giải lấy, đúng không? Nghe thì hình như đúng, lý thì hình như cao, nhưng mà tôi bảo đảm cho tất cả mọi người ở đây, khi mà mình khổ, khi mà mình gặp nạn, mình có thể tự hóa giải bằng cái sự hóa giải của chính trí tuệ của mình không? Mô Phật. Tại sao chúng ta phải nương tựa vào Quan Thế Âm, phải niệm niệm Quan Thế Âm, phải cầu nguyện Quan Thế Âm? Đừng tưởng đó là chúng ta chưa biết tu, đừng tưởng đó là chúng ta còn là cái người chưa có trí. Lúc bình tĩnh như vậy không có chuyện xảy ra, ai nghĩ cũng được, ai nói cũng xong. Mà khi có chuyện xảy ra rồi, đau khổ rồi, thì mình không thể tự hóa giải lấy cái khổ đau của chính mình. Một cách đơn giản, chứ quý vị có niềm buồn quá, quý vị ngồi đó, quý vị nói, ôi, có gì đâu buồn, trời nó vậy đó. Nhưng mà quý vị có thể ôi mấy cái, không có ôi mấy cái được hết, lúc đầu cũng đúng không? Học buồn tiếp tục, mặt càng nghĩ cách để hóa giải nó thì lại càng bị cái khổ nó quấn vô thêm. Hãy tập làm sao chạy qua nhà hàng xóm, chạy gọi điện thoại chị bạn, chị ơi em khổ quá, bây giờ biết làm sao? Tại sao chúng ta phải có chỗ rút ra cho người khác lắng nghe và bỏ ra cái tâm sự của mình thì chúng ta mới bớt buồn, đúng không? Cũng vậy, hoặc là khi chúng ta buồn có người lại ai cũng vậy, chị ơi trời nó khổ vậy đó, thấy không? Tôi hồi đó cũng có vậy đó, chứ không phải như mình chị đâu. Mình cảm thấy bất buồn không? Phải có người, có một tha nhân nào đó ở ngoài mình, hoặc là để mình tâm sự, hoặc người đó để an ủi mình, thì mình mới dơ bớt cái nỗi lòng mình xuống, phải không? Có một người, mà phải mấy người, không phải một người, đã có nhiều người gọi đến thầy khóc thúc thích, thầy ơi thầy buồn quá, mà cha con niệm Phật cũng buồn thầy ơi, mà cũng không hết buồn thầy ơi, làm sao thầy? Mà hồi mà chưa đụng chuyện đó, cái người đó nói chuyện leo lẻo mà lý sự con dễ vững vàng lắm, mà đụng chuyện rồi thì như là một đứa con nít vậy, khóc lóc kể lể rồi than thở không biết làm sao, chắc con chết quá đi mà làm sao đi thầy. Cho nên chưa đủ chuyện thì đừng có bao giờ hãnh diện là mình có thể tự giải quyết lấy cuộc đời của mình, quá giải cái tâm lý của mình. Cần phải có một cái tha lực nào đó để mình buông đi, mình bỏ đi, hoặc cần một tha lực nào đó để mình dựa vào đó, để mình nương đó thoát được cái khổ. Cho nên Quán Âm là bậc tỉnh thức, ngài là một cái lỗ hổng để chúng ta giữ cái rác của mình vào, để bỏ tất cả những u buồn của mình vào cho ngài. Cho nên toàn phẩm bổ môn chúng ta bị cái này bị cái kia, Đức Phật của chúng ta nên niệm Quan Thế Âm một.
toàn bộ kinh phổ môn, kinh phổ môn hay là tâm phổ môn đều dạy chúng ta mỗi nỗi buồn, mỗi nỗi khổ, mỗi sự đau khổ biến lộ nào trong đời sống mình đều bị quá là vậy. Bởi vì ngài là một cái chỗ để chúng ta muốn để chúng ta bỏ cái ưu phiền của mình, là cái chỗ nương tựa để chúng ta lấy được sự bình tĩnh. Nhờ đó là lần ta quá dài. Cho nên đừng tưởng là chúng ta có đủ khả năng tự lực quá dài. Phải nhớ rằng chúng ta là phàm phu, chúng ta cần phải có tha lực, mà tha lực đó là bất tình. Vậy tại sao vậy? Chúng ta tâm sự với một người bạn, nhưng mà mốt kể rồi mốt nó kể người khác nghe, chỉ nói là phàm phu. Còn quá khám mình kể bao nhiêu ngày không muốn nói với ai. Tại sao? Vì là tỉnh thức mà. Cho nên mình chỉnh dạ mà đâu, chỉnh dạ mà bài tỏ, chỉnh dạ mà tha thở, chỉnh dạ mà cầu nguyện để rồi bỏ ra. Đó là điều mà thầy chỉ cho quý vị. Quý vị có bị khổ chưa? Có khi nào quý vị bị bức bách không? Và lúc đó quý vị có tự hóa giải được không? Không có. Cho nên đừng có trách lý. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta khổ? Có phải là cái thờ ngã chúng ta không? Tại sao chúng ta khổ? Có phải là sự chấp ngã, chấp pháp chúng ta không? Mà bây giờ chúng ta tự lấy cái chúng ta ra để hóa giải thì cái đó là cái gì? Cũng là phàm ngã để hóa giải, cũng là chấp pháp để hóa giải. Thì chúng ta sanh ra nó, chúng ta đẻ ra nó, rồi bây giờ chúng ta cũng muốn hóa giải nó thì làm sao vậy? Hiểu chưa? Cái những cái phiền của mình, đau khổ của mình là tự mình sanh ra. Mà bây giờ mình cũng lấy cái ý thức của mình ra để mình hóa giải nó thì cũng tự mình, thì làm sao mà hết được? Có hiểu điều đó chưa? Chứ đó phải nhờ người khác, phải nhờ các vị Bồ Tát. Cho nên đừng bao giờ nói ai ăn nấy no, ai tu nấy chứ, tự mình phải quá giải lấy mình. Xin lỗi, không có được, không có được. Cho nên á, đừng có chấp lý và đừng có cưỡng cầu. Nhiều khi mình chấp lý, mình cưỡng cầu như vậy đó, lý thì hay, phải không? Biện luận thì giỏi, nhưng mà đụng đại rồi không phải giống như vậy. Cho nên mình rất là may mắn mình là con của Đức Phật, mình là đệ tử của các vị Bồ Tát. Mà Phật và Bồ Tát là cái chỗ nương tựa cho mình, cái chỗ hướng dẫn cho mình, cái chỗ để mình xả bỏ cái phiền não, để mình xả bỏ cái nghiệp lực, mà mình lại phủ nhận thì rõ ràng là mình không thấy cái giá trị và không hưởng dụng cái giá trị mình. Một người mà lúc nào cũng tự hào lấy cái khả năng của mình và lúc nào cũng bất cần người khác, người đó phải là người tốt không? Chưa chắc là tốt, mà chính là cái người đó là cái người can cường. Mà người can cường thì phải là người dễ dãi. Người bất cần cha mẹ, bất cần những người khác, tôi quyết định tôi làm, thì người đó sẽ đi đến chỗ thất bại. Bởi vì sao? Việc của mình thì thì gì? Việc của người thì sáng, mà việc của mình thì quá. Nhiều khi mình nói mình không cần ai hết, tôi tự làm được, quyết định tôi làm, tôi không nhờ ai hết. Tôi chừng những người can cường đó tưởng đâu là anh hùng, tưởng đâu là bậc tài năng, nhưng mà đôi khi mình bỏ, mình đã làm rớt cái đức của mình. Cho nên trong thì mình phải phấn đấu, ở ngoài thì mình phải nương tựa. Phấn đấu là đó là cái từ nương tựa, chính là cái đức của mình.